Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Anh Hùng Chí 4, chương 1 siêu thế chí, hồi 1. Trên đời không có võ công vô địch, nhưng lại có trận pháp vô địch. Được xưng lục đạo luân hồi. Thiên quyết được dẫn dắt bởi chính khí, cùng với sự kỳ diệu của Diêm Phù Đề, uy mãnh của La Đỗng La, Kèm theo nhiều chiêu thức không thể tưởng tượng được của ác tam đảo, tạo nên bộ thiên trúc này, trung thượng hai đại nguồn nước và dòng sông kết hợp thành một trận thức vô địch. Lục đảo có lịch sử lâu đời, trận thức hiểm kỳ tinh nghiêm, giết người một cách vô hình, trừ phi gặp ngỡ võ công cai thế, hành động tàn ác. Nếu không lấy thiếu lâm chính tông tôn sư, việc lấy nhiều địch ít, lấy sáu địch một là hoàn toàn không hợp lý. Chính vì điều kiện hiếm có nên lục đảo trận mặc dù có danh tiếng lớn nhưng chưa bao giờ hình thành một đội hình để giết địch, thực sự cạnh tranh với những người khác. Trăm năm trước cơ duyên xảo hợp, từng có một cơ hội tốt ra tay. Năm đó võ đang thiếu lâm tranh hùng, quyền thuật của Trương Tam Phong có một không hai thiên hạ, có tăng chùa đề xuất lấy lục đạo tấn công để trấn áp võ đang kiêu ngạo Tuy nhiên, đề nghị này vừa đưa ra đã bị các trưởng lão trong chùa bác bỏ dù sao tranh chấp giữa các giáo phái cũng không phải là cuộc chiến giữa thiện và ác hơn nữa lấy sáu địch một làm tổn hại mặt mũi chính tông bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên ra tay đợi đến khi tần bá tiên quật khởi thời cơ đã đến địch là cường địch người là tà ma lý ra nên lập trận giết địch chỉ là các trưởng lão trong chùa không bao giờ quên mỹ danh chính tông chỉ nguyện lấy một địch một không muốn lục đạo ra tay đợi đến vài lần đại chiến mắt thấy tăng chùa thương vong thảm trọng, không thể tiếp tục được nữa, phương trượng mới rút kinh nghiệm từ nỗi đau, dứt khoát kiên quyết kết trận trừ ma. Nhưng bỗng nhiên quay đầu là lúc, kinh ngạc nhận ra các nguyên lão đều đã chết và bị thương, thời cơ ra tay lần thứ hai lại bị bỏ lỡ. Một trăm năm trôi qua, lục đảo trận bị bỏ lỡ liên tiếp lại hiện thế cơ duyên, mắt thấy lại có thể biến mất lần nữa, nhưng trời xanh dù lòng thương cảnh một người phát động sáu chuôi kiếm trong mơ tình lình xuất hiện. Không còn những ràng buộc không cần thiết, thời cơ thực sự ra tay đã đến. Đối thủ là ai? Ai võ công cao đến nước này, dám can đảm cùng lục đạo luân hồi sánh vai song hành? Một người so với kiếm vương còn khí phách hơn, được xưng đại phản nghịch thiên hạ đệ nhất, một thân nhiệt huyết ma vương trong tay, liệt hỏa phần thành mới có thể phát huy 10 phần 10 uy lực tiến đến ngăn cản trận pháp vô địch đương thời. Hỏa tham đao chú trọng tâm cảnh lâm địch, chỉ có tuyệt cảnh kích phát, nội lực quỷ thần trong đao mới có thể xông cuộn biển gầm, ùn ùn kéo đến. Phương tử kính đã có thể tạo ra liệt hỏa phần thành, lại luyện thành liệt hỏa phần thành chính là vì duyên cớ này, không có đại địch xâm bức, cho dù lâm tuyệt cảnh, cho dù công lực lại thâm sâu, ngộ tính lại cao, cũng không thể vượt qua huyền quan cuối cùng liệt hỏa phần thành giống như một thùng hỏa dược, lấy lửa giận làm mòi nổ để đốt cháy nội lực cuồng bạo trong đan điền, bùng nổ âm dương lục kinh, tích lũy công lực một đời trong một đòn, nuốt chừng bằng lửa giận, lực rút núi cao, một đao uy như ngàn đao khí thế tổng hòa, nếu một đao này có thể hủy thiên diệt địa, diệt trừ ma quỷ, cũng không phải là nói quá. Đây không gọi là giết người dùng gì đao thứ hai, giết được nếu là người, tuyệt chiêu cửu liên chạm, đại hỏa luân đã chọn đủ. Liệt hỏa phần thành giết căn bản không phải người, đó là một đao đốt người của cả một thành trì, đó là đao hủy diệt một quốc gia, đó là đòn vô song anh hùng khí khách thiên hạ. Ai sẽ thắng, lục đạo chiến phần thành? Là lam quang kiếm đao xoay tròn như bàn, hay cương đao hừng hực lửa giận chảy ra móng? Trận đấu này, thật sự làm người nín thở ngưng thần, rốt cuộc không thể rời mắt một đôi mắt chớp chớp, chậm rãi rời khỏi cái lỗ trên tường đá, khóe miệng nổi lên nụ cười quỷ quyệt. Một đám ngu ngốc, đều là những kẻ thua cuộc. Mặc kệ các ngươi đánh như thế nào, giết như thế nào, đều vẫn là kẻ thua. Người thắng đứng ở đây, người này mới là người thắng lớn nhất trong thiên hạ, là người thắng lớn duy nhất trong vương triều cảnh thái. Người thắng lớn mỉm cười, hắn bước chân nhẹ nhàng, như khói nhẹ bay vào đường đi một tiếng động lớn, rồng hổ trong căn phòng nhỏ bắt đầu cắn, người thắng lớn cười đến càng vui vẻ, càng giống người thắng. Liệt hòa phần thành, lục đạo luân hồi, võ công của mọi người đều lợi hại. Nhưng người thắng lớn rất bận rộn, không có thời gian xem các ngươi đánh nhau, một người đang bận mưu lợi bất chính, làm sao có thể dành thời gian ra được. Ha ha, ha ha, người thắng lớn đã qua 20 năm nghiêm túc ủ rột, hiện nay hắn mặt mày hớn hở, trong lòng càng tràn đầy cảm kích. Hắn muốn cười to, nhưng lại không muốn kinh động những kẻ ngu ngốc trong căn phòng nhỏ, bật cười xúc động biến thành hạ cong khóe miệng, hắn cố nến. Đại Đô Đốc, đầu tiên cảm kích hai cha con ngươi dìu dắt. Không có người sáng lập nộ thương, ngăn cản triều đình, không có con trai ngươi leo lên ngọn núi cao và hiểm trở, trùng kiến nộ thương, liền không có phong vân tế hội hôm nay càng không thể dễ dàng đắc thủ. Tại đây chân thành cảm tạ hai cha con ngươi. Thiên tuyệt tăng, thứ hai muốn cảm tạ hai thầy trò ngươi, cảm tạ ngươi dẫn sói vào nhà, dẫn thân vào hang hồ. Nếu không có lòng từ bi của ngươi, dạy dỗ ra để từ lợi hại, cho dù ta có thể làm gấp 10 lần, thông minh gấp trăm lần, cũng không thể ngồi mát ăn bát vàng. A, à, còn có, còn có Lưu Kính, còn có Giang Sung, còn có Liễu Ngang Thiên, cảm ơn tâm anh hùng lòng dạ hiểm độc nhẫn tâm của các ngươi nếu không chỉ dựa vào sự thiên vị của thái hậu hoàng thượng si tâm kẻ thắng lớn không thể trở thành kẻ thắng lớn người thắng lớn nhịn cười lớn xúc động kìm nén hơi thở bước nhanh về phía trước thu hoạch thu hoạch nhìn vào căn phòng nhỏ cách đó chỉ vài bước chân người thắng lớn không khỏi vui mừng ra mặt gần như nhảy múa vì sung sướng một bộ long bào một phương ấn thạch, tương đương 20 năm chờ đợi, 10 năm vất vả. Chịu đựng vô số năm tháng, rốt cuộc chờ đến cơ hội tốt ngàn năm một thủa này. Ha ha, ông trời, rốt cuộc muốn nở hoa kết quả, thay đổi triều đại. Như thiếu nữ hái trà, như lão nông vào vụ thu hoạch, người chiến thắng vui sướng mở cửa đá, vui vẻ nhảy vào. Hoàng thượng, người đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Người thắng lớn nhìn vào căn phòng nhỏ, đầu tiên mỉm cười, sau đó nhếch miệng cười khẽ, cuối cùng khom lưng vỗ ngực, cười điên cuồng, tiếng cười lớn đến kích động. Tiếng cười trào dâng quá mức nghe như đang khóc. Hu hu hu, hu hu người thắng lớn thực sự bắt đầu khóc. Bởi vì bởi vì, bởi vì nhà nhỏ trống rỗng, chẳng có gì cả. Thiên Sơn ngũ định viễn mặc vào một thân long bào, trong kinh thành tần trọng hải sơ đến một giường chăn bông, bây giờ kẻ thắng lớn đã đến, lại chỉ có thể nhìn thấy một mặt vách tường nguội lạnh, không có gì khác. Thất thủ, bọ ngựa bét ve, hoàng tước ở phía sau, có người giành trước một bước, mang người đi. Người thắng lớn trở thành kẻ thua cuộc lớn. 20 năm kiên nhẫn chờ đợi, 10 năm khổ luyện máu và nước mắt, không nơi trốn, sửa tên đổi họ, chịu nhục, giết bao nhiêu người, cuối cùng lại thành ra như vậy. Này, người thắng lớn hét lên. Là ai? là ai giành trước một bước. Tỉ mỉ bố trí cả đời, mỡ trong miệng cuối cùng cũng bị kẻ khác cướp đi, kẻ thua cuộc lớn quay đầu nhìn đường đi, trong đôi mắt hận ý bốc cháy lên. Tạp trùng, người muốn ngọc nát đá tan sao? Ngọn lửa nổi lên bốn phía, lửa cháy lan tràn, hận ý nuốt chừng hắn vào biển lửa, thiêu đốt hắn thành yêu ma không ra hình người. Hắc một tiếng, một bóng đen rơi vào hố đen với tốc độ cực lớn vô song lực dồn vào lòng bàn tay, bật hơi dương rộng, thoáng chốc một cổ trưởng phong từ thượng chiều ép xuống, cùng với gió xối xả và cát dưới lòng đất, đại hán như tướng quân bay nhảy vào trong động, nháy mắt chạm đất. Gió mạnh thổi tư phía, luồng không khí quay cuồng thất thường, lao thẳng về phía đình. Đại hán khí thế nghiêm nghỉ, đôi tay căng ra, chân khí hùng hồn quán chú kinh mạch, tức khắc bảo vệ điểm yếu hại quanh thân. Thiên Sơn truyền nhân Giá Lâm, nhất đại chân long trước mặt, quỷ thần cũng phải sợ hắn ba phần. Ngày 1 tháng 7 năm Cảnh Thái thứ 33, mọi nơi một cõi mê mang. Hố đen âm trầm trước mặt không giống Phật môn bảo địa, mà giống như lối vào địa ngục vô biên. Trời vẫn chưa tối, ánh chiều tà hoàng hôn chiếu rọi tiến vào, ánh sáng mờ ảo không làm cho người ta cảm thấy thoải mái mà thay vào đó nhuộm đỏ đôi mắt nhất đại chân long giá lâm thiếu lâm thánh địa hắn hít một hơi thật sâu ngẩng đầu lên nhẹ nhàng ra hiệu cho đồng bạn thủ thế trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu nhẹ một bóng đen xẹt qua một thanh niên rơi xuống vách tường người này khuôn mặt hình chữ nhật lưng đeo dây thừng đúng là mệnh quan triều đình lưu vân trạng nguyên đã đến đáy đồng trong đạt ma viện thiên tuyệt thần tăng tiềm long quân sư văn dương võ tần cao thủ khắp nơi tụ tập tại đây Nhìn thủ lĩnh hai bên nộ thương thiếu lâm ở cửa động nín thở ngưng thần, đại quân hai bên chân núi sẵn sàng đón địch, tất cả đều đang chờ đợi một kết quả xuất hiện. Thiên hạ một trị một loạn, cùng nhau giao chiến, ngày hôm nay chúng ta sẽ biết kết cục. Mặt trời chiều ngả về tây, hắc ám như thủy triều, nháy mắt lập tức bao phủ trong động. Lư Vân lấy ra hỏa chiết, thoáng chốc trước mắt hiện ra một đường đi nghĩ đến tần trọng hải cùng dương túc quan nhất định ở sâu bên trong. Lập tức tay cầm cây đuốc đi thẳng vào trong. Còn chưa kịp cử động, tay siết chặt lại, đã bị ngũ định viễn tóm lấy. Lư Vân quay đầu qua, lại thấy ngũ định viễn lắc tay, ra hiệu không nên xông vào. Lư Vân hơi giật mình, thúc giục, chúng ta mau đi thôi, bên ngoài linh trí đại sư còn đang chờ, đừng để trọng hải và túc quan có sơ suất, như vậy sẽ không xong rồi đường đi tối om đầy dãy tuyệt thế cao thủ tất cả đều là hạng người không thể coi thường ngũ định viễn từ trước đến nay cẩn thận tự không muốn lỗ mãng mạo hiểm hắn quỳ xuống nhìn chằm chằm vào bóng tối trong miệng nhàn nhạt, nhạt nói lư huynh đệ thành thật mà nói lòng dạ dương lang trung thế nào trọng hải cũng là một người hùng tài mưu lược bọn họ hổ lang tranh đấu đều có tính toán để không cần phải phiền não vì họ lư vân khó hiểu không khỏi nhíu mày nói, định viễn, mọi người đều là bạn tốt, huynh. Lời này của huynh là ý gì? Ngũ định viễn nghe hắn nói rất cô oán hận, thoáng chốc thở dài, hỏi ngược lại, huynh đệ ngươi trời sinh thông minh, có từng suy nghĩ sâu xa, dụng ý của thiên tuyệt tăng định ra cuộc hẹn này là gì không? Lư Vân không nghĩ ngợi, lập tức đáp, không phải là phương trượng linh trí sao? Thiên tuyệt thần tăng từ bi, không muốn bá tánh rơi vào chiến hỏa lúc này mới mời anh hùng nộ thương lên núi muốn nhất cử thu phục bọn họ lời này của lưu vân không phải là giả đúng là linh trí ra mặt ước chiến đó là đánh cuộc tính mạng của tiềm long và trọng hải hai bên từng người triển khai tam chiến nếu không phải giữa chừng phát sinh biến cố kết quả bây giờ đã được định đoạt hắn không cần phải xuống dưới dò xét ngũ định viễn nghe xong thở dài lời này đối với người ngoài thì có thể đối với người liễu môn chúng ta thì không Đệ và Trọng Hải từng ở chung lâu ngày, đệ xem, với tính tình của Trọng Hải, có thể bị người khác thu hàng sao? Lư Vân nghĩ đến cách xử sự của Tần Trọng Hải, trong lòng dùng mình, tất nhiên là lắc đầu. Bạn tốt không sợ trời không sợ đất, trời sinh tính phi dương khiêu thoát, đừng nói thiên tuyệt tăng muốn thu hàng hắn ta, liền tính muốn hắn an an tĩnh tĩnh mà nghe rằng Phật Pháp, chỉ sợ cũng là việc vô cùng khó khăn, huống chi muốn hắn thần phục thiếu lâm lư vân cũng thấy được quan trọng chỗ vội nói theo huynh ý đồ của thiên tuyệt tăng là gì ông ấy muốn thừa cơ tiêu diệt nộ thương sơn sao ngũ định viễn lắc đầu nói điều đó cũng không phải hắn nhìn chằm chằm vào đường đi tối tăm u ám thần thái ngưng trọng dị thường trầm giọng nói lư huynh đệ còn nhớ rõ tấm da dê kia không lư vân hơi giật mình tấm da dê kia đã là quá khứ mây khói sau cuộc gặp ở hoa sơn cũng chưa bao giờ được nhắc đến nữa hắn không ngờ ngũ định viễn lại đề cập đến vấn đề này thuận miệng liền nói đương nhiên nhớ rõ năm đó ta và huynh gặp gỡ ở kinh thành cử tử nhất sinh là vì tấm da dê kia năm ấy lưu ngũ hai người kinh thành gặp gỡ biết làm chi giao sinh từ tâm đầu ý hợp lúc sau chịu khổ côn luân cao thù tận lực đuổi bắt lúc ấy ngũ định viễn thất phu vô tội lại chịu thân mang tội hết thầy sinh từ hiểm khó là vì tấm da dê kia. Lư Vân hồi tưởng chuyện cũ năm xưa, tự cũng cảm khái rất nhiều, nhìn bạn tốt, hỏi, định viễn vì sao nhắc tới việc này, tấm da dê có quan hệ với nơi này sao? Ngũ định viễn nheo lại mắt, gật đầu nói, ta có dự cảm, da dê kia cất giấu bí mật, chỉ sợ tránh ở đạt ma viện này. Lư Vân lòng tràn đầy kinh ngạc, không khỏi kêu một tiếng. Hắn từng nghe liễu ngang thiên nhắc qua, dường như gia dê kia là vật chứng giang sung bán nước lúc đó hắn không quan tâm cũng không hỏi nhiều dần dần quên mất giờ phút này nghe ngũ định viễn nhắc tới dường như còn có huyền cơ khác hắn chớp chớp mắt lòng tràn đầy tò mò lập tức hỏi gia dê có dấu bí mật đó là cái gì ngũ định viễn thở dài gia dê kia hại chết vô số cao thủ khiến cho quan đại thần thèm muốn cướp đoạt tuyệt không phải thứ tốt lư huynh đệ đệ là người giữ mình trong sạch từ đầu đến giờ chưa bao giờ bị liên lụy vào ta nói đến đây thôi đệ đừng hỏi nữa lư vân hắc một tiếng trước khi vào động hắn từng nghe ngũ định viễn nói dường như trong động có quái vật gì đó phải chăng là bí mật trong tấm da dê nghe được ngũ định viễn nghiêm túc hắn càng cảm thấy khó hiểu nói định viễn ta không phải là người sợ phiền phức huynh cứ tiếp tục đi Ngụ định viễn nhẹ nhàng cười khổ, lắc đầu nói, đệ không nên nói như vậy, biết quá nhiều, thật sự không tốt. Lư Vân có chút không vui, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bạn mình nói, Đinh Viễn, đây là lần đầu tiên huynh quen biết Lư Vân sao? Hai người đứng đối diện nhau, vẻ mặt hết sức ngưng trọng. Ngũ định viễn thở dài, người trước mắt này trung can nghĩa đảm, liều mình bảo vệ mình trước đây, sau đó giải cứu tần trọng hải hiện tại lại mạo hiểm sinh từ tham nhập huyền cảnh tuyệt không phải là một kẻ hèn nhát nếu mình tự mình tự muốn giấu diêm có vẻ như đang coi thường người khác hắn gật đầu nói cũng thế đệ nhất định phải nghe ta cũng sáng tỏ lập tức hít vào một hơi thật sâu thấp giọng nói huynh đệ nghe cho rõ tấm da dây kia cất giấu chấm chấm cất giấu một người chỉ cần tìm ra hắn nhân gian liền sẽ đại loạn Lưu Vân nghe đến hoang đường, nhịn không được không khỏi bật cười, vạn lần không thể đoán được bí mật gia dê kia lại là như thế, tựa hồ giống như hoa trung tiên trong liêu trai. Hắn chớp chớp mắt, trong lòng có chút không tin, mỉm cười liền hỏi, gia dê giấu người. Đó là ai? Tiền nữ Mỹ lệ sao? Ngũ định viễn nghe hắn chảo phúng, nhất thời hơi cười khổ, theo câu chuyện nói, tiên nữ, đúng chữ đầu tiên. Lưu Vân cười nói, Đúng chữ thứ nhất. Gia dê thật là tiên. Ngũ Định Viễn thấy hắn khinh miệt, cũng không phản bác, chỉ nhàn nhạt, nhạt nói, "Đệ tin cũng được, không tin cũng thế, người gia dê nọ họ Chu Tên Viêm, võ anh mất tích vào ngày 15 tháng Chạp, đến nay đã hơn 30 năm, hắn là ai?" Lư Vân nhảy dựng lên, cả kinh nói, "Tiên đế." Ngũ Định Viễn gật đầu, nghiêm mặt nói, "Người này ảnh hưởng đến khí vận thiên hạ." chỉ cần chúng ta còn ở trong chiều một ngày, cũng đừng coi ông ấy như trò đùa, nếu không tất có đại họa. Lư Vân biết bí mật, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, lúc này mới thu hồi nghi ngờ. Cũng mới hiểu được ra dê kia dùng cái gì khiến đại thần nhiều lần cướp bóc truy tra, hóa ra nó liên quan đến sự thay đổi chính thống, sở hữu hoàng quyền. Đánh bại đám người vương ninh, lương chi nghĩa, tề nhuận tường, thẳng đến lưu kính, lăng chiêu hai đại kiêu hùng cho dù có quyền thế thực lực đến đâu, võ công cây thế, vô luận ai dính vào bí mật, một đám đều rơi vào kết cục chết thảm, chưa từng có người may mắn thoát nạn. Sau khi Lưu Vân nghe được lời này, đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng, tự hỏi liệu mình có vì điều này mà gặp họa hay không, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Chỉ là Lưu Vân vừa mới mạnh miệng, bây giờ muốn từ chối nghe, cũng là có điều không thể. Quả nghe ngũ định viễn than một tiếng, rồi nói tiếp năm ấy ta vào thần cơ động nhìn thấy di thư tần bá tiên nói ai có thể cầm được da dê lấy ít ngữ hút cạn máu tươi ném mình xuống biển vượt qua bốn nguy hiểm khó khăn người này có thiên mệnh nhất đại chân long cũng chỉ có người này mới có thể kế thừa trí nghiệp của ông ấy trọng khởi triều cương trở thành võ anh vương triều trung hưng đại thần hắn ấp úng rốt cuộc nói ra bốn chữ cuối cùng Lư Vân run giọng nói, Trung Hưng Đại Thần. Huynh là, Huynh, Huynh, Ngũ Định Viễn nhắm hai mắt lại, thấp giọng thở dài, không sai, Trung Hưng Đại Thần chỉ đó là ta, Ngũ Định Viễn. Mắt thấy Lư Vân cứng họng, ngơ ngẩn mà không nói nên lời, Ngũ Định Viễn lầm bẩm Lưu Kính trước đây đến tìm ta, có lẽ hắn đã nghe được về lời truyền này. Chỉ là Lưu Huynh Đệ, mặc kệ những thứ này có phải là lời nói vô căn cứ hay không? ta cũng không muốn liên lụy vào. Ai làm hoàng đế, ai làm đại quan, không liên quan gì đến ta. Ta không phải người có tham vọng lớn như vậy, cũng không muốn gánh nặng lớn như vậy. Nếu không phải để hôm nay tùy tiện hạ động, ta tuyệt không sẽ đi theo tiến vào. Lư vân lòng tràn đầy mê mang, tình thế trước mắt quá mức quái gì, lại là tiên hoàng, lại là gia dê, hơn nữa tiềm long trong động chính là trợ thủ đắc lực năm xưa của tần bá tiên. Những chuyện này tuy cũ lại có mối liên hệ mật thiết với nhau, nhưng không thể nghĩ ra, hắn thở dài, chỉ nhíu mày không nói. Chợt vào lúc này, đường hầm chỗ sâu truyền đến một tiếng trầm vang, âm thanh tuy nhỏ nhưng không thể thoát khỏi tay hai người, Lưu Vân trong lòng dùng mình, nói, đường đi có người. Ngũ định viễn làm bộ im lặng, hai người nín thở ngưng thần, nghiêng tay lắng nghe, đột nhiên lại nghe thấy tiếng đập mạnh, âm vang cũng không chói tai nhưng rất nặng nề, dường như có người cầm thiết chùy đang gõ vách tường. Lư Vân chấn động, chợt nghe ầm vang một tiếng bạo vang, tiếng vang kịch liệt đến cực điểm, giống như người khổng lồ trong động thần đang đập nát lồng giam, phá kén mà ra, khi bùn đất rơi xuống, mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều ngạc nhiên, Lư Vân run giọng nói, ra rồi. Ngũ định viễn hắc một tiếng, hắn không nói hai lời, cởi bỏ thiết thủ, đề khí ẩm ý nói, Tây Lương Ngũ định viễn phụng mệnh phương trưởng, đặc biệt tới bái kiến thiên tuyệt đại sư. Các vị nếu nghe được lời nói, liền tới hiện thân gặp ngỡ. Ngũ định viễn nghiêm nghị nói, một cổ khí mạnh mẽ phun ra, tiếng vọng vang vọng khắp nơi, vách động ủ ù, Lưu Vân không ngờ hắn đột nhiên phát ra một tiếng động lớn, nhất thời váng đầu hoa mắt, nếu không phải nội công căn đế tốt e đã ngã xuống từ lâu. Tiếng hô như sấm, uy chấn bốn vách tường, chỉ là qua đến thật lâu sau, nói chung lại là không người đáp lời. Ngũ định viện biết có chuyện không ổn, liền cúi xuống đất nhặt một hòn đá, nghe thấy hắn hét lớn, hòn đá trong tay bắn thẳng vào đường đi như đạn pháo. Một tiếng nổ lớn, đá bay vào vách tường, liên tiếp phát ra những tiếng lạch cạch, những mảnh đá lớn rơi xuống đất, lăn thẳng về phía sâu đường đi, âm thanh rất lớn khiến người ta sợ hãi, Lưu Vân trong lòng kinh hãi, vội vàng giữ chặt ngũ định viễn, hoảng nói, nhẹ tay. Đừng đả thương người một nhà. 4. Chương một siêu thế chí, hồi hai Ngũ định viễn cũng không đáp lời, ngược lại đoạt lấy cây đuốc trong tay Lưu Vân, ném xuống đất, dùng chân dẫm tắt, trước mắt lại trở nên đen kịt, Lưu Vân lầm bẩm định viễn, chúng ta tới hòa giải, huynh. Huynh rốt cuộc muốn làm gì? ngũ định viễn thấp giọng nói trong động tình thế quỷ dị trăm triệu không thể bại lộ thân hình để chốc lát đi theo ta đừng đi loanh quanh lư vân vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhưng thấy hắn tỏ ra cực kỳ thận trọng nên không dám nói thêm gì nữa lập tức theo bước chân của ngũ định viễn hai người một trước một sau đi vào đường đi ngũ định viễn dẫn đường trước mắt tối tăm không ánh sáng duỗi tay không thấy năm ngón tay hắn hít sâu một hơi phát động dạ nhãn Hai mắt nhanh chóng quét ra, mọi thứ trong tầm nhìn đều có hai màu xanh đỏ. Ngũ Định Viễn thể chất không giống người bình thường, cho dù đêm tối không ánh sáng có thể nhận ra những chi tiết nhỏ nhất, trên đường nếu có cường địch mai phục cũng khó có thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Mọi người hoàn toàn im lặng, hai người đi thẳng về phía sâu trong động, trước mặt tối đen nóng ẩm. Lư Vân không thấy không nghe được gì, giống như mù điếc vài lần muốn mở miệng nói đều bị ngũ định viễn ngăn lại. Đi được trăm trưởng, trong lòng chỉ có càng thêm khó chịu. Vừa rồi có người xuyên thủng tường thành, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, chẳng lẽ là cao thủ nộ thương tiềm long nổi danh thiên hạ. Nhưng điều đáng lo ngại là ngày đó thiên tuyệt tăng đang canh giữ vị tà quân sư này, vậy làm sao để mặc cho hắn thoát khỏi nhà giam? Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình gì? nghĩ lại bí mật về gia dê mà ngũ định viễn vừa nhắc tới, lưu vân vừa nghi hoặc vừa lo sợ. lúc trước dựa vào nghĩa khí hào dũng nhảy vào trong động, giờ phút này xem ra chỉ sợ là hành động lỗ mãng đến cực điểm, sợ là sợ chính mình điều đình không thành, bị cuốn vào bí ẩn kia, vạn sự đều vong. đang đi ngũ định viễn đột nhiên dừng lại, bước chân của lưu vân quá nhanh, suýt chút nữa đụng phải hắn. hắn dừng lại, hỏi không tìm được đường sao? Ngũ định viễn hít sâu một hơi, đưa tay xoa xoa trên tường, nói, để tới nhìn xem, trên tường này có chút kỳ quái. Lư Vân cười khổ nói, ở đây khắp nơi đều không có ánh sáng, ta không nhìn thấy gì cả. Ngũ định viễn gật đầu, lập tức đốt lửa, ánh sáng tỏa ra, Lư Vân đưa mắt qua xem, thoáng chốc cũng thở dài nói, đây. Đây là cái gì? Trên tường đá có một vết nứt dài, sâu mấy tấc, dài mấy trượng nhìn không giống vết hình thành tự nhiên vết dài mượt liên miên nước chảy mây trôi thực sự làm người kinh hãi lư vân đưa tay sờ vào cảm giác được vết nứt này bóng loáng hoàn toàn không có rêu xanh cáu bẩn không có đá vụn đâm tay tựa như mới được tạo ra gần đây hắn nuốt nước miếng nhìn xung quanh càng ngạc nhiên có rất nhiều có rất nhiều vết nứt ngũ định viễn ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy một vết chém ở phía đông, một vết ở phía tây, mỗi vết chém sâu mấy tấc, bao phủ cả vách đông. Hai người trong mắt nhìn thấy tình huống này, trong lòng không hề nghi ngờ, dấu vết này nhất định là cao thủ tạo ra, vừa rồi nhất định đã xảy ra một trận chiến kịch liệt. Lư Vân nhấc vân mộng trạch, xét lên tường, lập tức cắt ra một vết mờ nhạt, tuy nhiên không sâu, không thể khiến kinh tâm động phách như vết chém trên tường, Lư Vân lẩm bẩm đây là tường đá hoa cương, cắt đá giống như cắt bùn. Trên đời có binh đao nào sắc bén như vậy? Ngũ định viễn cúi đầu suy nghĩ, bỗng dưng thân mình chấn động, một tia sáng lóe lên, bốn chữ buột miệng thốt ra. Thần kiếm cầm long, bảo kiếm thế gian nhiều như sao, nếu bàn về thiết kim đoạn ngọc cũng không phải ít. Tuy nhiên, nếu muốn cắt một vết chảy trên bức tường dài 10 trường, hình dạng giống như nước chảy sóng gợn, đó chắc chắn là thần kiếm cầm long. Đại chiến sắp bùng nổ, nhưng trong hang động này dường như có rất nhiều nghi vấn, không thấy dương túc quan, tần trọng hải đâu cả, ngay cả tiềm long cũng vậy. Lại tựa phá kén mà ra, hiện nay liền chui yêu kiếm này cũng đã hiện thế, Lưu Vân kinh hãi phát run, lẩm bẩm thần kiếm cầm long. Này, kiếm này không phải ở trong tay lăng chiêu sao? Ngũ định viễn khóe miệng run rẩy lại cũng không nói nên lời. Ngày đó tận mắt nhìn thấy, chuôi quái kiếm này cùng kiếm thần rơi xuống vực sâu và biến mất khỏi tầm mắt, từ đó biến mất, không còn nhìn thấy bóng dáng. Không ngờ, ngày một tháng bảy quỷ môn khai, thần kiếm đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ lăng chiêu quay lại đòi mạng. Nhớ tới năm đó kiếm thần tay cầm thần kiếm đánh cho chính mình không trông đỡ nổi ngã xuống đất, trong lòng ngũ định viễn tràn đầy sợ hãi, tay run rẩy đuốc lửa rơi xuống, đường đi lại trở nên tối tăm. Lưu Vân hắc một tiếng, đang muốn đánh lửa, đột nhiên nhìn thấy một đạo quang ảnh bay qua phía sau ngũ định viễn, thoáng chốc chợt lóe rồi biến mất. Một lượt chưa xong lại đến lượt khác tới, Lưu Vân trong lòng nghi hoặc, không biết mới vừa rồi mình bị hoa mắt hay không, rụi rụi mắt, vội vàng lắc lắc cánh tay ngũ định viễn. Ngũ định viễn hơi kinh ngạc nói, chuyện gì vậy? Lư Vân chỉ là nhìn không rõ ràng tình huống, tự cũng không dám nhiều lời, chỉ lẩm bẩm mới vừa rồi. Mới vừa rồi ta giống như nhìn thấy gì đó. Ngũ định viễn trong lòng dùng mình, chợt nhắm mắt lắng nghe. Nhưng sau một thời gian dài, trong động yên tĩnh như cũ, cũng không mảy may tiếng vang. Hắn mở dạ nhãn, lắc đầu nói, để nhìn nhầm rồi, không có người. Lư Vân trầm giọng nói, không, ta thật sự có nhìn thấy. Ngũ định viễn không muốn tranh cãi nữa, với võ công hiện tại của hắn, chỉ cần tiềm vận thần công, bất kỳ âm thanh dị thường nào trong vòng 10 trượng đều không thể giấu được hắn, thậm chí còn có thể phát hiện ra âm thanh yếu ớt của côn trùng bò lồm ngồm chứ đừng nói đến người sống. Nghĩ đến Lưu Vân trong lòng hoảng loạn, lúc này mới nhìn nhầm. Ngũ định viễn nhìn thấy Lưu Vân trên mặt đầy mồ hôi, tựa hồ rất lo lắng, hắn vỗ đầu vai Lưu Vân, mỉm cười nói, không có việc gì, ta lập tức đi kiểm tra trước, để chờ một chút hắn cũng không nhiều lời, tự mình quay người, đi về phía trước chừng 10 trượng, dọc đường rất yên tĩnh, dại nhãn cũng không nhìn thấy có gì kỳ quái. Hắn đi thêm mấy trượng, chợt nhìn thấy con đường chia đôi trước mặt, có hai thông đạo bên trái phải, ngũ định viễn có chút tò mò nói, tại sao lại có hai con đường. Ngay lúc hắn đang định đi về phía trước, bỗng nghe được một âm thanh nhỏ, một đạo hàn quang bay về phía trước mặt. Ngũ định viễn sửng sốt, với võ công hiện tại của hắn, trong phạm vi một trượng vô luận trùng ruồi chim bay, đều không thể che giấu được tiếng thở, trừ phi trốn trong bóng tối không phải người, mà là. Mà là, trong chốc lát, mồ hôi lạnh chảy theo sông mũi, rơi xuống môi hắn. Bình khí kia cũng ở sát chán, cách chưa đầy một tấc. Trước cửa sinh tử, không kịp trốn thoát, ngũ định viễn gầm lên, thân phận chân long của hắn trong nháy mắt lộ ra, hắn lùi về phía sau, thân mình ngã lộn nhào, mũi chân tự nhiên dơ lên, như trường thương đá về phía trước, cú đá này liên quan đến sinh tử, tất nhiên là dùng hết lực, người trúng chiêu nếu chịu thật, không những chết thảm tại chỗ, chỉ sợ xương cốt gãy cũng có thể sẽ bị văng ra khỏi cơ thể. Thiên Sơn truyền nhân quả nhiên phi phàm, trong vòng một chiêu khởi tử hồi sinh. Lúc này, chỗ mũi chân phát ra một âm thanh mạnh mẽ, cú đá không làm ai bị thương, nhưng binh đao tấn công bị văng đi dựa vào cú đá này ngũ định viện biết lực đạo trường kiếm tạo ra không nặng võ công địch nhân thực sự là tâm thương hắn phát hiện người tới không phải quỷ hồn sự rụt rè biến mất dũng khí phát sinh mạnh mẽ nghe hắn bạo quát lớn mật cuồng đồ võ công như thế mà thôi cũng dám xuống tay đánh lén để ngũ mỗ gặp ngươi hắn không đợi xoay người nhảy lên lăn xuống đất độc trưởng tay phải vừa phát ra trưởng phong hướng về phía trước, ánh sáng tím nơi nơi, quét ngang ngàn quân, tường đá bị sói mòn thành những lỗ hồng. Ngũ định viễn dựa vào khí độc để ỉm hổ, ngay lập tức tiến vào huyệt đạo, muốn bằng chiến đầu gần bắt sống thích khách. Cho bụi đầy trời, mặt đất trước mặt lầy lội, tối tăm và bẩn thỉu. ngũ định viễn vừa đứng dậy, chợt nghe bốn phương tám hướng chuyển đến tiếng vang nhỏ, vô số kiếm đao hướng chính mình đánh tới, dường như đường đi chúng mai phục trăm ngàn người. Hắn rất kinh ngạc, lúc trước nghe đường đi không còn tiếng vang, giờ phút này có thể nào còn có mai phục khác. Trong lúc cuống quýt, không kịp nghĩ lại, dựa vào thân pháp mau tuyệt, liên tiếp né tránh rất nhiều binh khí gần mình. Ngũ định viễn vừa kinh vừa tức giận nói, tặc tử rốt cuộc là ai? Lan ra đây cho ta, lửa giận dâng lên, nhất thời lực phản kích, trong bóng đêm len keng len keng tiếng động vang bên tai, ngũ định viễn tung quyền nhanh mạnh tàn ác sử dụng các thế võ liên tiếp các đòn tấn công của hắn vô cùng hung ác nếu đối thủ bị trúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ bình đao quyền cước giao kích va chạm tràn đầy tiếng động keng lang chỉ là cũng kỳ quái ngũ định viễn quyền cước kỳ mau người nọ thế nhưng so với hắn càng mau nhất thời tiếng vang nhanh như mưa dày đặc phảng phất người nọ trước mặt tay cầm vô số lưỡi dao không bao giờ cạn kiệt và vô tận Mỗi khi ngũ định viễn gia tăng ra chiêu, đối thủ lập tức sinh cảm ứng, ngược lại càng là hàng ngàn hàng vạn kiếm chiêu giết ra, buộc ngũ định viễn phải cúi đầu. Người đến thân thủ mau lẻ, khiến nhất đại chân long vang danh giang hồ cũng bị hắn lân át. Lư vân lòng tràn đầy hãi dị, muốn nhúng tay trợ quyền, hai bên người tới ta đi, chiêu chiêu nhanh đến dị thường, thực sự không thể can thiệp được. Lòng bàn tay hắn đầy mồ hôi, nghĩ ngợi nói, đây là có chuyện gì? Thân thủ của Định Viễn cực nhanh, thiên hạ vô song, cho dù giao đấu với thần kiếm Cầm Long cũng chưa từng chật vật như thế. Không đúng, chuyện này có huyền cơ khác. Ngũ Định Viễn năm đó đấu tay đôi với Lăng Chiêu, từng lấy cùng thân thủ mau lẹ vô cùng xuyên qua làn kiếm dày đặc, thân pháp cực nhanh, thế gian không có người thứ hai có thể sánh bằng, ngay cả thành y tú sĩ với khinh công cao cường cũng muốn cam bái hạ phong sao có thể có người lấy chữ nhanh đánh bại hắn lư vân vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ vội lấy đá lửa ra đánh muốn thấy rõ ràng diện mạo địch nhân nhưng trong động phủ đầy cho bụi không khí cực kỳ ngột ngạt không thể nhóm lửa được tiếng đá đánh lửa và tiếng đao giòn vang tới lui kèm theo tiếng kêu rên của ngũ định viễn nhất thời liên miên không dứt trong cơn hoảng loạn của lư vân ngọn lửa không thể nhóm lại được bỗng nghe ngũ định viễn a kêu lên một tiếng trên tay trái bị một vết cắt đã bị thương trong lúc hoảng sợ lưu vân nghĩ ra một kế hắn nhặt đá lửa ném về phía tường có tiếng động vang ra đá đánh lửa đụng phải vách tường đường đi xuất hiện một tia sáng nhàn nhạt lưu vân vội vàng nhìn lại thoáng chốc lắp bắp kinh hãi lớn tiếng nói định viễn dừng tay đừng đánh nữa thế công quân địch đến không dứt sao có thể dừng tay Ngũ định viễn không hiểu ý tứ trong lời nói của Lưu Vân, ngược lại gia tăng thế công. Lưu Vân lập tức cởi bỏ khôi giáp, ném về phía trước mặt ngũ định viễn. Có một âm thanh như tiếng lụa nứt ra, khôi giáp của Lưu Vân không hề rơi xuống đất mà lắc lư lên xuống, Lưu Vân hét lên, định viễn. Mau lùi lại, ngũ định nguyên lòng tràn đầy mơ hồ, lợi dụng tình thế rút lui, cũng kỳ quái là binh khí nhanh như tia chớp dần dần chậm lại, Ngũ định viễn không hiểu được đạo lý trước mắt, hắn chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Lư Vân mượn đá đánh lửa của ngũ định viễn, nhóm lửa rồi nói, huynh tự xem đi. Ngũ định viễn trong lòng dùng mình, vội vàng ngừng đầu xem, trước mắt trông rỗng, trước mắt không có thần kiếm cầm long, cũng không có cường địch hung ác, ngoại trừ mười mấy binh khí treo ở trong động, lại là không có một bóng người. Ngũ định viễn trợn mắt há hốc mồm, vừa mới chính mình đang ở trong trận, một lòng phản kích né tránh, trong mắt chỉ nhìn đến một đạo lại một đạo mũi kiếm. Thế nhưng không lưu ý có huyền cơ khác, hắn giơ tay địch đẩy một lưỡi kiếm xuống, nhưng nghe len keng không ngừng bên tay, binh khí va chạm sẽ lắc lư theo bốn phương tám hướng, đâm vào người hắn, ngũ định viễn không dám dùng tay chân chạm vào binh khí nữa, mà chỉ dụng thân pháp mau lẹ để né tránh. Hàng chục binh khí dài ngắn lắc lư không thôi bên người hắn. Những sợi dây thừng trên đỉnh lại không hề vướng vào nhau, đủ thấy vị trí treo của lưỡi kiếm rất có logic, không hề tùy tiện. Lư Vân sớm đã dự đoán được như thế, cũng không có vẻ kinh ngạc. Hắn thở dài, nói: "Với võ công hiện tại của huynh, nếu không phải đánh chính mình, ai có thể nhanh hơn huynh?" Hắn xé chiếc khăn tay trong tay ra, bắt đầu băng bó cho Ngũ Định Viễn trong miệng lại nói, thứ nhất đường đi qua tối, huynh quá tự tin vào lỗ tai của mình, thứ hai huynh nhìn thấy vết chém của thần kiếm cầm long, trong lòng có chủ kiến, lúc này mới bất chi bất giác mà rơi vào bẫy. Ngũ định viễn gật đầu, đang muốn tiếp lời, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng cười nhẹ nói, giỏi lắm. Không có người thông minh này giúp đỡ, ai có thể giết được nhất đại chân long. Đường đi đột nhiên vang lên một âm thanh, lưu ngũ hai người tất nhiên là rất khiếp sợ ngũ định viễn nội lực thâm sâu lưu vân cũng có thành tựu đáng kể tuy nhiên tinh thần bọn họ thả lỏng lời nói phân tâm không nghe ra trên đường có người hai người đang muốn phản ứng bỗng dưng sau lưng tiếng gió bạo vang một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng về phía ngực ngũ định viễn đây là lần thứ hai hắn bị tập kích biến cố xảy đến ngũ định viễn có ví dụ truyền bại thành thắng trước đó tự cũng không sợ biết rằng với thân thể chân long của mình, có thể dễ dàng né tránh sát chiêu chỉ bằng cách di chuyển ba thước về bên phải với nội lực cực lớn. Đang muốn thả người né tránh, tại đây trong nháy mắt, ngũ định viễn bỗng nhiên ngây dài. Thì ra là thuế, lâm nháy mắt thích khách sau lưng xuống tay, hóa ra là ý đồ này. Một người đứng thẳng trước mặt hắn, chính là Lư Vân. Chỉ cần hắn tránh ra, Lư Vân nhất định sẽ bị kiếm đâm trúng. Thật âm hiểm, đây mới là thích khách chân chính. Người nọ sau lưng đoán chắc thời cơ ra tay, thực sự muốn dùng mạng sống của Lưu Vân để bức tử chính mình. Trong khoảnh khắc này, đã là một mạng đổi một mạng, không thể mảy may hàm hồ. Ngũ Định Viễn không biết phải làm gì, không né tránh hay di chuyển, thời khắc sắp chết, trước mắt hiện lên những sự việc lớn cả đời, từ Tây Lương đến kinh thành, từ đó đến hôm nay, cuối cùng ngừng ở trước mắt lại là khuôn mặt nhu mỹ động lòng người kia. Diễm đình, bỗng nghe bên tai quát lên một tiếng lớn, định viễn. Huynh tránh ra, mạnh mẽ đẩy tới, ngũ định viễn trống rỗng lướt ngang ba thước, đã là né tránh một kiếp. Một tiếng va chạm đất vang lên, binh đao kia đã là đâm vào ngực Lưu Vân, máu tươi phun ra, bắn tung tóe trên mặt ngũ định viễn. Ngũ định viễn ngơ ngác nhìn đồng bạn mình, thấy hắn ha mồm, máu tươi phun ra cuồng loạn, ngũ định viễn dường như choáng váng, chỉ nhìn như vậy, đúng lúc này, thích khách sau lưng rút kiếm ra, hở dài, đồ mốc, làm hỏng chuyện của ta. Ngũ định viễn nghe âm thanh kia lạnh lùng âm độc, thoáng chốc, tỉnh giác, đương trường lạnh giọng kêu thảm thiết, huynh đề. Hắn nổi điên tựa về phía sau tung ra một trường, độc khí tràn ngập, chân trái dùng toàn lực quét ra, ánh sáng tím bị đá bay xuống, toàn bộ mặt tường đá vỡ vụn, người nọ cũng không đón đỡ tuyệt chiêu, thừa dịp đá vụn bay tán loạn mọi nơi, nhằm phía bên trái đường đi, nhất thời không thấy tăm hơi. Ngũ định viễn bức khai cường địch, lập tức vội vàng ôm lấy Lưu Vân, lớn tiếng kêu lên, huynh đề. để có ổn không? Máu tuôn ra từ miệng Lưu Vân, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười, hắn thở hồng hộc, xe áo trước ngực, trong phút chốc lộ ra một tấm gương trước ngực, chiếc gương đã vỡ bị một lưỡi dao sắc bén đâm thủng, dựa vào vật ngăn cản như vậy, vẫn chưa đâm thủng trái tim, cuối cùng bảo vệ một mạng. Ngũ định viễn vừa vui vừa buồn, rơi lệ nói, ông trời phù hộ. Ông trời phù hộ. Lư Vân cười nói, định viễn không phải nói như vậy. Ông trời thật muốn phù hộ ta. Nên phù hộ ta không trúng kiếm mới đúng, hắn nói đùa vài câu, trong giây lát một mụn máu tươi phun ra, kiếm này rốt cuộc đâm vào không nhẹ. Ngũ Định Viễn cắn răng nói, huynh đệ kiên nhẫn một chút, ta đưa đệ ra ngoài. Lư Vân lắc đầu, ôm ngực thở hổn hển, huynh đừng động vào ta, vết thương này không chết người được. Vừa rồi người vừa rồi nhất định là Tiềm Long, nhất định là hắn. Huynh ngàn vạn đừng để cho hắn rời Thiếu Lâm, càng không thể để hắn trở lại nộ thương, hắn, hắn không phải người tốt, hắn sẽ hại chết mọi người, Ngũ Định Viễn hắc một tiếng, có chút do dự khó quyết. Lưu Vân thấy hắn hãy còn trần chờ bất động, lập tức duỗi tay nhẹ đầy, thấp giọng nói, mau đi đi, đừng để ta bị một đòn vô ích. Ngũ định viễn tự biết sứ mệnh trọng đại, nghiến răng nghiến lợi cử động như bay điểm huyệt cầm máu cho Lưu Vân, chợt vận khởi khinh công, đuổi theo con đường bên trái. Ngũ định viễn cắn răng chạy như bay, thẳng hướng cường địch đuổi theo, bước chân hắn mau lẻ, trong lòng càng thêm kích động. Không sai, Lưu Vân sở liệu không tồi, người nọ định là tiềm long không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có quân sư thần cơ diệu toán bậc này mới có thể lấy trận thức kỳ môn độn giáp đả thương người, hắn không phát động diệu chiêu nào, cũng không che lấp tiếng hít thở, chỉ tránh xa ở chỗ sâu trong động, đu đưa từ xa xa với một kiếm, dựa vào bố trí xảo diệu, quả nhiên liền trọng thương đồng bạn của mình, càng làm tổn thương sự tự tin của chính hắn. Tuy rằng không có người biết, nhưng ngũ định viễn biết rõ vừa rồi hắn trần trừ trong giây phút sinh tử lư vân lấy thân đỡ kiếm mảy may không có trần trừ chính là hắn trần trừ bốn chương một siêu thế chí hồi ba năm đó trong thần cơ động thả mình xuống biển tự sát bên bờ lâu giang thong dong chịu chết những cảm giác hào hùng dữ dội trào dâng không ngờ giờ phút này mình thân là nhất đại chân long luyện thành võ công cái thế so với Tây Lương bổ đầu võ nghệ thấp kém khi đó, cũng ở trước mã vương miếu khẳng khái chịu chết. Nhưng bây giờ tại sao? Tại sao? Định viễn không có hận ý gì, trong lòng chỉ có một cảm giác xấu hổ và nghi ngờ. Hắn điên cuồng hét lên liên tục, cúi đầu lao về phía trước, một tiếng bang, chán đụng phải một mặt tường đá. Đỉnh đầu đau âm ỉ, bức tường trước mặt cũng sụp đổ, ngũ định viễn thở hồn hền nhìn về phía trước, nhìn thấy máu tươi trên tường, đá dưới lòng đất bay tung tuế, có dấu vết đánh nhau cực kỳ kịch liệt. Giống như hai con quái vật chém giết ở đường đi, lúc này mới làm long trời lở đất. Ngũ định viễn chậm rãi đi về phía trước, cuối cùng cũng đi đến cuối đường, hắn nhìn thấy một nửa cánh cửa đá nằm lộn ngược trên mặt đất, phần gãy phía trên bay ra ngoài, rơi xuống đất cách đó không xa, đau này cương mãnh hung hãn, uy lực vô cùng mạnh mẽ đúng là ngạnh công phu hòa tham đao. Ngũ định viễn rên gì, thầm nghĩ, trọng hải đã tới nơi này. Cường địch liền ở trước mắt, vô luận người này đến tột cùng lai lịch ra sao, chính mình đều không thể thiếu cảnh giác, mặc kệ hắn là tiềm long, là thiên tuyệt, là văn dương võ tần, thậm chí một kẻ khác. Tóm lại người này đã thành yêu ma, e rằng ngay cả mình cũng không thể sánh được với hắn. Nhớ tới chính mình võ công truyền tự thiên sơn, từng được phương tử kính khen ngợi ngày sau thiên hạ đệ nhất, ngũ định viễn đột nhiên phát sinh hào khí, hắn giơ lòng bàn tay phải lên, sử dụng chiêu thức thiên la tử, ánh sáng tím như thủy ngân bao phủ thân, mây tím này tràn ngập độc tố, một khi chạm vào cơ thể, cơ thịt sẽ thối rữa, có thể ngăn chặn tấn công lén lút trong bóng tối. Dựa vào tuyệt chiêu hộ thân, ngũ định viễn lập tức đánh bảo, chậm rãi vượt qua cửa đá. Khoảnh khắc cường địch hiện thân, mọi bí mật sẽ được tiết lộ. Nghĩ đến bốn câu ít ngữ thiên tuyệt tăng viết trên tường, trong lòng cảm thấy bất an. Đạt ma viện ẩn phục vô số huyền cơ ảo diệu, hiện thế thần kiếm đã lâu không thấy. Huyền cơ của thiên sơn, thậm chí cả hai đồng sự của hắn, vô số nỗi băn khoăn như phù quang lược ảnh, ở trước mắt chợt lóe rồi biến mất. Thật sự rất giống, giờ phút này giống như cảnh tượng trước chùa. Sắp tiếp nhận chức vụ cam thiềm tổng bộ đầu, hắc bạch lưỡng đạo ai không kính trọng đại danh, sau đó. Sau đó liền đã xảy ra chuyện lớn kia, bức cho chính mình do dự khó quyết, chạy chối chết. Ngũ định viện đối mặt với căn phòng nhỏ, biết rằng chỉ cần bước qua cửa vào nhà, liền sẽ cởi bỏ hết thầy bí ẩn. Hắn nắm chặt đôi tay, thoáng chốc nhiệt huyết dâng lên, hắn hét lớn rồi lao vào căn phòng nhỏ. Ngày 1 tháng 7 năm cảnh thái thứ 33, ngũ định viễn đã tới rồi vô thượng chính giác ngã kiến siêu thế trí tất trí vô thượng đảo tư ngừng bất mãn túc thể bất thành đẳng giác kim vi đại thi chủ phổ tế chúng cùng khổ mệnh bì chưa quần sinh trường dạ vô ưu não chúng sinh văn thử hào cụ lai ngã sát chung sự giác ngộ tối thượng ta phát tâm vượt qua thế gian sẽ đạt đến con đường tối thượng tư nguyện không thỏa mãn thể không thành chờ được giấc ngủ nay vì đại thí chủ, phổ tế chúng nghèo khổ. Cầu mong tất cả chúng sinh, sống một đêm dài không lo ông. Tất cả chúng sinh nghe tiếng gọi này, đều sợ hãi ta tới giết. Chư thiên thần hư không, trận mưa hoa rơi xuống. Nhà nhỏ trống rỗng không một người, máu tươi bắn tung tóe trên tường đá đối diện tràn ngập vô số chữ bằng máu. Đó là lời thiên thề, Phật cáo A Nan chi vô thượng chính giác. Ngũ định viễn ngơ ngác nhìn, cảm thấy mơ hồ, đúng lúc này, trong căn phòng nhỏ truyền đến một tiếng cọt kẹt, âm thanh đó đang đến gần, đột nhiên một bóng đen to lớn từ trong góc phòng chảy ra, thế tới cực kỳ mau lẹ. Ngũ định viễn lắp bắp kinh hãi, vội vàng nhảy lùi lại, vừa nhấc chân lên đã nhìn thấy bóng đen từ dưới đất truyền tới thực chất là một đàn chuột đen lớn, hàng nghìn con chuột đen đang chạy loạn khắp nơi, dày đặc, chảy ảo ảo xuống như thủy chiều, bỏ chạy vào khắp đường đi ngũ định viễn trong lòng đầy nghi hoặc hắn cũng nghe nói chuột cực kỳ cảnh giác tai họa chưa lâm đã biết trước chẳng lẽ sẽ có đại họa gì hắn nhìn vào góc phòng quyết tâm nhìn rõ sự việc hắn nâng cao tinh thần nhảy qua hữu trưởng phát ra nghe thấy một tiếng nổ lớn ngũ định viễn từ khi vào động đến giờ luôn sợ hãi và bất an ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy thiếu kiên nhẫn khi thấy còn có một lối đi hắn liền nghĩ tới tên thích khách âm độc vừa rồi, lập tức giống giận bay lên trên, không giết người nọ, hắn thể không bỏ qua. Cuối cầu thang có một cánh cửa bí mật, ngũ định viễn giơ tay định đẩy, nhưng lòng bàn tay đột nhiên đau nhức, kỳ thực có chút nóng. Hắn cười lạnh một tiếng, dùng lực hữu trưởng, nghe thấy một tiếng nổ lớn. Cánh cửa bí mật đã được mở. Trời ơi cái này hốt cuộc là cái gì? Ngũ định viễn há to miệng, há to miệng, trong giây lát, biểu tình đã như si ngốc. Lư Vân bị một kiếm đâm vào ngực, ngũ định viễn tuy đã điểm huyệt để cầm máu, nhưng miệng vết thương quá sâu, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Lư Vân nhìn thông đạo đen kịt, trong đầu đang xoay quanh những lời nói giữa Tần Trọng Hải và Phương Trượng Linh Trí, tâm phiền ý loạn, đối với Tiềm Long có sự sợ hãi khó nói. Hắn cố đứng thẳng lên, thầm nghĩ, người nộ thương phần nhiều là hạng người quang minh lỗi lạc, không nói đến trọng hải, nhìn nhân phẩm tao nhã của thanh y trưởng môn, lục gia hào phóng rộng lược, ai mà không biết đều là hào hán. Nhưng tiềm long này hành sự âm độc như thế, thật sự hổ thẹn mỹ danh anh hùng. Kể từ khi triều đình và nộ thương khai chiến tới nay, Lưu Vân trước sau luôn hành xử trừng mực, chưa từng tiên vị bất cứ bên nào, thẳng đến khi giao thủ với tiềm long, mới lần đầu tiên sinh ra cảm với anh hùng nộ thương. Hắn dựa vào tường đá, cảm thấy kiệt sức nhưng tâm trí vẫn ổn định, nghĩ đi nghĩ lại, quân sư tiềm long không phải đang bị nhốt ở nhà giam sao? Làm sao có thể đột nhiên được thả ra? Chẳng lẽ, chẳng lẽ Trọng Hải đã cứu hắn? Nhưng thiên tuyệt đại sư đã đi đâu rồi? Đạt ma viện tình thế thực sự quỷ dị, Lưu Vân nhất thời cũng đoán không ra. Không khó hiểu dụng tâm của Tần Trọng Hải, bất quá là muốn giải cứu quân sư rời núi mà thôi nhưng ý đồ của thiên tuyệt tăng lại rất mơ hồ, thực sự làm người khó hiểu. Lại xem tiềm long kia cũng là một nhân vật thần bí, hiện tại chính mình bị người ta đâm một kiếm, lại ngay cả ngọn nguồn sự tình cũng không hiểu rõ, thực sự rất mất mặt. Dưới chân núi, quan binh triều đình và đại quân nộ thương rằng co, tình thế chạm vào là nổ ngay, nếu có người ở giữa châm ngòi, một hồi đại chiến chỉ sợ khó tránh khỏi. Lục Vân hít sâu mấy hơi, nghiêng đầu nhìn phía phía bên phải đường đi, thầm nghĩ, trọng hải. Kế hoạch duy nhất bây giờ là đi tìm trọng hải. Với giao tình của ta với hắn, có thể thuyết phục được hắn. Lư Vân lo sợ, các triều đại phản tặc tuy nhiều, nhưng chỉ có hai kết cục. Hoặc giết giết người trăm vạn xưng vương, hoặc dùng rượu tước binh quyền, uống rượu rồi tự sát. Lư Vân quen thuộc sử sách, không muốn bạn tốt lưu lạc đến hoàn cảnh này hắn đầu óc choáng vắng, nhưng vẫn kiên trì đứng dậy, trong lòng ngoan cố một ý niệm, đó là muốn tìm được tần trọng hài. Lư vân tay vịn tường đá, một đường quét lê, máu tươi đổ ra nhuộm đỏ quần áo. Ngực hắn thương thế không nhẹ, lại thêm mất máu quá nhiều, dưới chân càng cảm thấy bùn rùn, đi được trăm thước, hắn gần như cạn kiệt toàn bộ sức lực trong cơ thể. Lư Vân đi rất lâu nhưng đường đi vẫn dài vô tận, hắn vuốt ngực nhịn đau, để khí kêu lên, có người không? Trọng Hải, Thiên Tuyệt Đại Sư, Dương Lang Trung, Lư Vân trên người có thương tích, nội lực không thuần, kêu to hữu khí vô lực, không thể vang xa, hết mấy lần vẫn không có người đáp lại. Lư Vân có chút nhụt chí, tầm mắt tối sầm, sức lực dần dần rời bỏ cơ thể, lập tức lưng dựa tường đá, muốn chống đỡ thân mình. Không ngờ bức tường kêu cót két, vừa dựa vào thì nó mở ra, Lư Vân loạn trọng lăn vào trong. Trước mắt là bóng tối, không có chút ánh sáng nào. Lư Vân mệt mỏi sợ hãi, cũng không biết rõ đây là nơi nào, muốn bỏ ra ngoài, nhưng lại không còn sức lực. Lúc này, Phật âm trăm năm vang lên nhẹ nhàng, tràn ngập trong tai, trời sinh vạn vật có nghèo khó. Dục vọng của con người là vô tận. Lư Vân sợ hãi, không biết người đang nói là ai, hắn nỗ lực rút ra vân mộng trạch chỉ lung tung về phía trước giọng nói khàn khàn ai là ai ai đang nói hắn hỏi vài tiếng bỗng nhiên thanh âm kia lại vang lên chỉ nghe nó dần dần trầm thấp lại nói dục mà không được tâm sinh khổ khổ hóa giận giận hóa tham tham hóa tranh có tranh tắc chiến tranh mà vô đảo thiên hạ có người tất có tranh có tranh tất có chiến mỗi người tương tàn ăn thịt lẫn nhau chính là địa ngục nghe vậy Trước mắt đột nhiên có một luồng ánh sáng lóe lên, Lưu Vân nheo mắt nhìn, chỉ thấy một ngọn đèn Phật yếu ớt tỏa sáng. Một vị lão tăng đang ngồi cách đó không xa, nhìn ánh mắt cụp xuống, khóe miệng mỉm cười, dường như muốn vuốt ve đỉnh đầu mình. Lư Vân vừa mừng vừa sợ, kêu lên, thiên tuyệt đại sư. Là người sao, trên người hắn bị thương nặng, tuy không biết thân phận lão tăng kia, nhưng hắn đoán 89 phần 10 nhất định là thiên tuyệt lập tức bò về phía trước, dập đầu trước lão tăng. Chán Lư Vân chạm đất, đột nhiên cảm thấy giữa chán ướt và nhớp nháp, dường như dính cái gì, Lư Vân trong lòng cả kinh, ngưng mắt xem, chỉ thấy mặt đất đầy vết máu, hắn theo vết máu hướng lên trên xem, thấy tăng bào của lão tăng kia sớm đã nhiễm đỏ, máu đang dỉ ra. Lư Vân run giọng nói, đại sư, ngài, ngài làm sao vậy? Lão tăng khẽ mỉm cười nói, hai tử ta đang đợi một người. Lưu Vân lẩm bẩm, đợi người. Ngài đang đợi ai? Ta đang đợi một người, một người độc hành giữa hắc bạch. Người nọ, không thuộc về triều đình, không thuộc về nộ thương, hắn là thánh quang cuối cùng của thiên địa. Lư Vân mơ hồ nói, thánh quang. Lão tăng mặt mang thương xót, hắn hơi nâng tay phải lên, khẽ vuốt đỉnh đầu Lư Vân, thấp giọng lại nói, thánh quang bất diệt, hắc ám không đến, Tu La không tới. Nam Thiện Bộ Châu liền sẽ không chôn cùng. Nam Thiện Bộ Châu hay còn gọi là Diêm Phù Đề, là cõi người của chúng ta đang ở hiện nay, là một trong bốn lục địa lớn trong truyền thuyết Phật giáo, bao gồm Đông Thắng Thần Châu, Tây Nhiêu Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu, tất cả bốn châu này đều nằm trên biển, bên dãy của Tu Di Sơn. Lão tăng kia chợt mỉm cười, trầm giọng nói, lão nạp binh bại như núi đổ, sắp chết rồi biết nói sau đây chỉ đáng thương thiên hạ đại loạn chúng sinh muôn nghìn từ đây đều có trắng hoặc đen không còn lựa chọn nào khác hải tử ta không còn ai để phó thác chỉ có đem hai câu ít ngữ này truyền cho ngươi xin ngươi hãy nhớ kỹ ông đưa tay đẩy ngọn đèn phật rơi xuống đất mọn lửa theo dầu chậm rãi chảy trước mặt mình trong khoảnh khắc mũi người thấy một mùi hăng nồng mọn lửa nóng hổi trước mặt hiện ra hai hàng ít ngữ Kim Thủy Kiều Bạn Long Phun Châu, Thiếu Lâm Phật Quốc Đại Thời Trẻ. Rồng Phun Châu bên cầu Kim Thủy, những năm đầu của Phật Quốc Thiếu Lâm. Ánh sáng tỏa rực rỡ như thế đây là thánh quang cuối cùng. Lư Vân vừa sợ hãi vừa bối rối, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Lão Tăng kia. Mọi nơi âm u, đôi mắt của Lão Tăng không nhìn thấy chút ánh sáng nào, chỉ như cục đá cũng tựa nguội lạnh. Lư Vân nuốt nước bọt, Hắn duỗi tay khẽ chạm bàn tay lão tăng, kinh ngạc cảm thấy bàn tay to lạnh băng cứng đờ, không có chút hơi ấm nào. Lư Vân há to miệng, tim như ngừng đập. Hắn liên tục lay lay thân thể lão tăng, nhưng lão tăng sắc mặt vô cảm, không nói một lời, Lư Vân kinh sợ, nước mắt rơi như mưa. Không cần nhìn, hắn đã viên tịch, sau lưng cửa đá mở ra, vang lên một thanh âm lạnh lùng, đôi mắt Lư Vân mơ hồ, hắn quay người lại, lập tức nhìn thấy đồng bạn mình đầy máu tươi trong căn phòng nhỏ tối tăm không ánh sáng thiên tuyệt ngồi ngay ngắn giống như giọng nói và dáng điệu hãy còn ở đó người nằm dưới đất là chính mình nhưng người đứng giữa cạnh tường là trọng hải lư vân trong chuyến đi này trải qua đủ loại phiền phức chỉ vì muốn nhìn thấy tần trọng hải chợt thấy hắn ra sức tiến tới nắm lấy vai tần trọng hải nghẹn ngào nói trọng hải rốt cuộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên tuyệt đại sư vì sao? Vì sao đã chết? Tần Trọng Hải vẫn chưa đáp lời, mà nhìn xuống đất, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Lư Vân thấy hắn không khỏi tránh né ánh mắt của mình đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác kinh ngạc cùng nghi hoặc, run giọng hỏi, Trọng Hải, người này. Chẳng lẽ là người giết người này sao? Lư Vân trong lòng sợ hãi, sợ nếu Tần Trọng Hải gật đầu, chính mình sẽ không thể làm bạn với hắn nữa. Từ đây chính đạo võ lâm và nộ thương sẽ ở thế cả hai cùng tồn tại, không còn đường sống có thể cứu vãn. Tần Trọng Hải không trả lời mà chỉ nắm tay Lưu Vân, nhỏ giọng nói, đừng quan tâm ai đã hại hắn. Tin tưởng ta, người nhất định phải quên di ngôn của hắn, vô luận bất luận kẻ nào hỏi, đều không thể nói. Nếu không, Lưu Vân cổ hỏng khô khốc, mất hết sức lực, thấp giọng hỏi nếu không cái gì. Tần Trọng Hải bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nói, nếu không thiên hạ Giang Sơn sắp đổi chủ, từ đây thay đổi triều đại. Lư Vân thở không ra hơi, dọc đường đã mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác. Lúc này, sau khi nghe thấy tiếng gầm của Tần Trọng Hải, hắn chỉ ngồi bệt xuống đất lầm bẩm Trọng Hải. Ta không hiểu. Tần Trọng Hải thở dài nói, nếu ngươi còn tin tưởng ta, vậy thì hãy giữ bí mật này. Ngươi biết tự nay về sau ta cùng triều đình ân đoạn nghĩa tuyệt duy nhất bạn bè chỉ sợ cũng chỉ còn ngươi lư vân đang định nhắm mắt lại nghe được lời nói của tần trọng hải hắn lập tức mở mắt ra hoảng sợ nói trọng hải ngươi nói gì vậy hắn lòng tràn đầy sợ hãi duỗi tay về phía trước nắm lấy bỗng nhiên bàn tay được tần trọng hải nắm chặt cảm giác ấm áp như có nội lực không ngừng truyền đến cơ thể lư vân nắm chặt tay hắn Dời Lệ nói, "Trọng Hải, chúng ta cùng nhau đi, cùng nhau trở về Bắc Kinh, giống như trước đây." Tần Trọng Hải không đáp lời, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt gò má Lưu Vân, cười nhẹ, sau đó buông tay ra, chậm rãi đứng dậy. Hắn đưa lưng về phía bạn tốt, nhẹ giọng nói, "Lưu huynh đệ, Tần Trọng Hải ở kinh thành đã chết. Trên đời nhân tâm hiểm ác, thỉnh ngươi bảo trọng chính mình." "Trọng Hải, không thể" bây giờ ngươi rời đi, đó chính là chân chính phản tặc. Không thể, Lư Vân hét lên, thậm chí hắn còn không thể nghe rõ mình đang nghẹn ngào về điều gì. Tuy rằng muốn ngăn cản Tần Trọng Hải rời đi, nhưng hắn đổ máu quá nhiều, mi mắt dần dần nặng chịu, bàn tay hơi dơ lên cuối cùng cũng rơi xuống. Trời đất tối tăm, không có trăng sao, vạn dạm giang sơn trầm mặc yên tĩnh, bỗng nghe cửa núi hét thả một tiếng, chậm rãi hướng bên rời đi. Đường đại đệ nhất đại phản nghịch cất bước đi ra, hắn từ bên hông lấy ra một quyển sách, nhìn nhân gian xa xăm. Trước mắt một mảnh hắc ám, giống như một thùng thuốc nhuộm lớn, nhấn chìm tất cả mọi người cho đến khi họ đen đùi và bần thiu. Trần thế vẩn đục, không ai có thể trốn thoát. Nam nhân thấp giọng thở dài, có nhân ắt có quả, có quả ắt có nhân. Cha, người tạo phản là giả, hầu ra, người chiêu an là lừa các ngươi đã gieo hạt độc này, nên nuốt quả đắng này. Đừng trách ta cùng triều đình, hắn nước mắt rơi như mưa, thoáng chốc xoa nát tấu trương, cắn răng nói, ân đoạn nghĩa tuyệt. Nội kình nơi nơi, ánh lửa bay vút lên, tấu trương bị ngọn lửa ma quỷ xâm chiếm và thiêu rụi. Lúc này, như vang vọng tiếng gầm của hắn, hai con rồng từ trên trời lao lên, bên trái đỏ và bên phải xanh, đánh thức cả bầu trời giữa không trung lửa khói tuôn ra, đó là tín hiệu khai chiến. Người nọ nhìn ngọn lửa đỏ phía chân trời, khuôn mặt đầy kinh ngạc, lửa giận bùng lên, thoáng chốc ầm ĩ điên cuồng gào thét tiềm long. Người muốn khiêu chiến ta sao? Người thắng lớn đứng trong biển lửa, nghe nơi xa gào rít giận dữ, nhịn không được nở nụ cười, ai khiêu chiến ai? Tình thế chạm vào là nổ ngay, phát động khiêu khích mọi thứ. Nếu không thì người thắng lớn còn gì gọi là người thắng lớn. Hắn giơ lòng bàn tay lên, như vuốt ve những người lính đang đối mặt nhau dưới chân núi. Tín hiệu khai chiến nổ lên, hai bên tướng lĩnh đã điều binh khiển tướng, hốt hoảng chạy khắp nơi. Người thắng lớn mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy vui sướng, giống như một đứa trẻ chơi với lính đất sét vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn. Hắn chỉ cười, các ngươi chờ xem đi. Ta nếu thua, mọi người đều phải thua, không ai có thể thắng, tựa như một năm kia, giống nhau như đúc. Phương trượng đại sư, các người ở đâu? ầm một tiếng vang lớn, xa nhà khuynh đảo, đập thẳng vào chân ngũ định viễn, trước mắt lửa lớn đầy trời, lửa khói giữa không trung nổ tung, hai người phản chiếu lẫn nhau, giống như địa ngục vậy. Ngũ định viễn né tránh ngọn lửa, trên mặt tràn đầy kinh hoàng, lớn tiếng nói, phương trượng đại sư. Thanh y trưởng môn, các người còn ở đó không? Đạt ma viện liệt hỏa bay vút lên, phương trưởng không thấy, thanh y tu sĩ cũng không thấy, ngũ định viện mới từ mật đạo đi ra, đi vào nội đường đạt ma viện, hắn chưa thấy được thủ lĩnh hai bên chính tả, cũng không nhìn thấy thiên tuyệt thần tăng, lại thấy cảnh tượng kinh người này. Ngũ định viễn không ngừng né tránh ngọn lửa dữ dội, một lòng tìm kiếm mọi người mất tích, hắn lao về phía vách đá, nhìn thấy ngọn lửa, định trốn vào lối đi, đột nhiên dưới chân núi tiếng giết vang lên, ngũ định viễn vội vàng nhìn xuống, không khỏi cười khổ. Xong rồi, ngày 1 tháng 7 năm cảnh thái thứ 33, ngọn lửa bất tận nhuộm đỏ vùng đất Trung Nguyên. Dưới chân núi người ngựa gầm hí, vạn quân sát phạt, triều định nộ thương rốt cuộc mở ra đại chiến, ai cũng ngăn không được. 4. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn